Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình. Thì hôm nay là ngày mùng 10 tháng 4 năm 2024 các bạn nhé. Là đang là mùa của đại hội cổ đông đấy. Thế nên lần này mình sẽ thực hiện về việc sử dụng AI thì kiếm tiền vì game tăng vốn này đấy. Thế này, chúng ta sẽ chọn một con đầu tư chẳng hạn như là con HSG đi. Ở câu đầu tiên này là năm 2024. Được, để viết lại đây. Năm này 2024 HSG à, 2024 đúng rồi, HSG bao giờ giờ tổ chức đại hội cổ đông đấy, ok chưa? Rồi nó sẽ nào, HSG đã tổ cổ đông đầu tiên và đã tổ chức cái quận nhá, đã được tổ chức vào ngày 18 tháng 3 năm 2024 này. Đã tổ chức rồi. Lưu ý rằng cái gì? Lưu ý rằng HSG gia hạn thời gian tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2024 ban đầu. Đại hội cổ đông được tổ chức dự kiến là được tổ chức ngày 7 tháng 1 năm 2024 nhưng sau đó rời sang 18 tháng 3 năm 2024. À. Ok, nói chung là đã tổ chức rồi. Và thêm nữa là chính là HSG có phát hành thêm cổ phiếu trong năm 2024 đấy, biết rõ mốc thời gian đã quản nhá. Hiện tại giờ chưa có thông tin chính thức về việc phát hành thêm cổ phiếu cho năm 2024. Tuy nhiên, đại cổ đông năm 2024 tổ chức vào ngày 18 tháng 3 năm 2024 HSG thông qua phương án chào bán 150 triệu cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ, dự kiến chào bán trong đợt này thực hiện cho năm 2024 con ơi. Hiện tại thì chưa có nhưng mà đã thông qua phương án chào bán 150 triệu cổ phiếu ra công chúng rồi. Đấy, giờ chi tiết về chợ đào bán này, cổ phiếu phổ thông này 150 triệu phiếu này đã chào bán dự kiến xác định sau khi HSG hoàn tất các thủ tục pháp luật. Đấy, mục đích sử dụng vốn chuyện dự án này đó chính là phát vốn thu được từ chợ đào sử dụng để đầu tư vào các dự án phát triển của HSG, mở rộng nhà máy tôn mạ màu Dung Quất này, xây dựng tôn mạ màu tại Long An này, đầu tư vào dự án năng lượng tái tạo này. Lưu ý, thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, HSG có thể đổi phương án bất kỳ lúc nào tùy vào điều kiện nhu cầu của công ty đấy, coi chưa. Nói chung là cái thông tin của AI thì nó cũng chỉ để tham khảo đấy các bạn nhé, muốn chắc chắn thì phải vào các trang uy tín mà tìm kiếm bạn ơi. Để nói chung con này là hiện tại nhá là chưa có thông tin về chưa phát hành thêm cổ phiếu bạn ơi, chưa phát hành thêm cổ phiếu, nhưng mà tuy nhiên là nó đã thông qua phương án chào bán 150 triệu cổ phiếu ra công chúng rồi, dự kiến sẽ thực hiện cho năm 2024 các bạn ơi. Ok các bạn ơi, như vậy hôm nay đến giờ kết thúc các bạn. Nếu đã thì like ký nhá. Thôi tạm biệt tất cả các bạn. Bye bye.